Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục bình luận của ptshop.vn. Và trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng tân vương mới của bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới, Victor Axelsen, và hãy cùng điểm lại những thành tựu mà tay vợt đơn nam người Đan Mạch đã giành được trong suốt một năm vừa qua. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Với việc Kento Momota đã xin rút lui vì chấn thương lưng tại giải đấu World Tour Final 2021, Victor Axelsen đã chính thức vượt lên để dẫn đầu trong bảng xếp hạng cầu lông đơn nam thế giới với tổng điểm 113.979 điểm, cao hơn 1.769 điểm so với Kento Momota. Và xuyên suốt một năm 2021 này, với cả thế giới nói chung, có lẽ đây sẽ là một năm đáng quên bởi tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến với các ngành phát triển. Thế nhưng, với một số ít người, thì năm 2021 lại là một năm không thể nào quên trong đời, và tay vợt Victor Axelsen là một trong những số người hiếm hoi đó. Để chứng minh cho những luận điểm vừa rồi, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những con số biết nói sau đây. Tạm gác lại thành công với chức vô địch của Axelsen tại giải đấu World Tour Finals, sàn đấu dành cho top 8 vận động viên xuất sắc nhất năm. Đầu tiên, con số 5 sẽ đưa chúng ta đến với những lần mà Victor Axelsen được xướng tên ở các hạng mục vô địch tại 5 giải đấu ở trên tour. Năm nay, do dịch Covid nên số giải World Tour từ cấp độ Super 500 trở lên chỉ có tất cả 10 giải đấu. Và năm trong số đó, Axelsen đã lần lượt đánh bại các tay vợt hàng đầu để có thể leo lên đăng quang và ghi danh ở các hạng mục cao nhất. Không chỉ dừng lại ở đó, ngoài ra, các con số sau sẽ làm các fan của Axelsen thấy tự hào hơn nữa. Đó là 4 trong 5 danh hiệu trên mà anh có được là các danh hiệu tại các giải đấu cấp độ Super 1000 danh giá. Đó là cú đúp tại Thái Lan mở rộng, rồi đến Đan Mạch mở rộng, và rồi Indonesia mở rộng. Và chiếc danh hiệu Super 1000 còn lại của năm mà anh không giành được, đó là tại giải đấu toàn Anh, khi anh đã để thua hậu bối của Lee Chung Wei là Lee Jia trong trận chung kết kịch tính với các tỷ số 29-30, 22-20 và 9-21. Tiếp theo, một con số mang ý nghĩa thống kê khá ấn tượng mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn là tỷ lệ 91%. Con số này là đại diện cho 56 trận thắng trong tổng số 61 trận thi đấu của Victor Axelsen. Trong năm 2021, Victor Axelsen đã thi đấu tổng cộng 61 trận và đã có 56 lần anh khiến đối phương phải ôm hận và ngậm ngùi chịu khuất phục. Bên cạnh đó là chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp, và nếu không dính chấn thương thì có lẽ Victor sẽ còn gây kinh ngạc cho toàn bộ người hâm mộ cầu lông với hiệu suất hủy diệt này. Ngoài ra, với màn trình diễn ấn tượng tại kỳ Thế vận hội Tokyo 2020 đã đem về cho tay vợt đơn nam số 1 thế giới chức vô địch Olympic danh giá. Trong khuôn khổ bộ môn cầu lông, có thể nói hai danh hiệu danh giá nhất đó là chức vô địch thế giới và tấm huy chương vàng Olympic. Chính vì thế mà các giải đấu World Tour có thể được đánh giá là một phần luyện tập cho chiến thuật và tăng độ thực chiến để phục vụ cho các giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia. Cho dù bạn có nhiều danh hiệu World Tour đến mấy, nhưng có thể sẽ không giá trị bằng một trong hai danh hiệu ở trên. Và Axelsen đã hoàn tất bộ sưu tập của mình bằng chức vô địch Olympic tại kỳ Thế vận hội Tokyo đợt tháng 8 vừa qua. Hơn nữa, Victor Axelsen đã có những chiến thắng trước tay vợt kỵ rơi của mình. Victor Axelsen đã để thua tay vợt Kento Momota 13 lần liên tiếp từ tháng 5 2014 đến nay. Ngay cả khi anh ở vị trí số 1 thế giới vào năm 2017, anh cũng không thể thắng được tay vợt đến từ đất nước mặt trời mọc. Những lần đối đầu với Momota, chúng ta có thể thấy được sự bất lực của anh, không còn thấy được những hình ảnh Axelsen hoa mỹ như thường lệ. Nhưng tại giải đấu cầu lông Đan Mạch mở rộng 2021 ngay tại quê nhà, dưới sự cổ vũ của khán giả và nhất là gia đình nhỏ với cô con gái dễ thương, Axelsen đã đánh bại tay vợt số 1 thế giới lúc bấy giờ để có lần đầu tiên xưng vương tại giải đấu quê nhà. Với chức vô địch Indonesia Open vừa qua, ngoài khoản tiền thưởng khổng lồ 59.500 đô la Mỹ, Victor đã tích lũy được 12.000 điểm. Qua đó có được tổng số 113.979 điểm, điểm số đủ để anh trở lại vị trí số 1 thế giới. Và nỗ lực của Axelsen đã được tưởng thưởng xứng đáng sau hơn 3 năm dưới cái bóng của Kento Momota. Có được thành quả đáng kinh ngạc ngày hôm nay, chúng ta không thể phủ nhận được những nỗ lực phi thường của anh, những nỗ lực vượt qua chấn thương và sự trở lại đầy gian nan trong năm 2019.
Từ nay tới cuối năm sẽ còn một giải đấu danh giá nữa, đó là giải đấu vô địch thế giới sẽ được bắt đầu vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 tại Tây Ban Nha. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Alderson có làm nên kỳ tích gì để trở nên vĩ đại không nhé. Ngoài ra, mới đây nhất, Liên đoàn Cầu lông Thế giới vừa công bố kết quả bầu chọn cho mùa giải 2020-2021 với những danh hiệu cao quý nhất thuộc về Victor Alderson. Và anh đã giành được danh hiệu vận động viên nam của năm sau màn thi đấu tuyệt vời của mình kể từ giải Barcelona Master vào hồi tháng 2-2020. Victor đã lọt vào 10 trận chung kết trong 11 giải đấu cá nhân, giành được chiến thắng 7 trong số đó, bao gồm cả huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Tokyo. Và sau khi nhận được danh hiệu cao quý này, Alderson đã đăng tải lên dòng trạng thái cá nhân Facebook của mình: "Thực sự hạnh phúc và vinh dự khi nhận được giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc của năm 2020-2021. Cảm ơn Liên đoàn Cầu lông Thế giới đã ghi nhận thành tích của tôi. Đây là một lĩnh vực đề cử thực sự khắc nghiệt khi bên cạnh đều là những ứng cử viên sáng giá. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, nhà tài trợ, ban huấn luyện, các vận động viên thi đấu và tất cả các bạn đã ủng hộ cho tôi. Tất cả các bạn đều đã thúc đẩy tôi trở nên tốt hơn mỗi ngày và vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa." Và lời chia sẻ của Alderson ở trên cũng đã thay cho lời chào kết của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Các bạn hãy cùng chúng tôi để lại những ý kiến bình luận để cùng chia sẻ quan điểm của mình nhé. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các đoạn tin, câu chuyện để hướng tới sự kiện cầu lông lớn nhất trong năm, giải vô địch thế giới sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2021. Vậy nên, các bạn hãy đừng quên để lại một nút đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những video mới nhất. Đến đây, chúng tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.